Thì bây giờ Dũng xin nói về cái vấn đề này. Vâng, con chào cô Ngọc Nguyễn ạ. Tôi xin nói về cái vấn đề này. Thứ nhất, nước Việt Nam là một nước có chủ quyền, là một nước độc lập, có pháp luật, có đầy đủ hết, đúng không ạ? Như tất cả các nước trên thế giới, đúng không? Bây giờ tôi nói cho mấy ông mấy bà ở bên hải ngoại, tức là bên nước Mỹ biết được biết rằng đất nước chúng tôi là một đất nước. Mấy ông mấy bà trước khi phản ảnh hay nói bất cứ một cái vụ việc gì về đất nước Việt Nam thì phải đọc kỹ cái luật pháp của Việt Nam. Thứ nhất là luật pháp Việt Nam, Quốc hội chưa thông qua cái luật biểu tình. Tất cả những cái hành vi tập trung đông người đều được gọi là gây rối trật tự, đúng không ạ? Thì Nguyễn Lưu Nguyễn, như chúng ta được biết, là bị truy tố vào tội tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng và chống lại người thi hành công vụ, đúng không ạ? Một cái đất nước của chúng tôi á, là một cái đất nước nó có cái pháp quyền chào hùng phạm, đúng không? Thì tất cả những công dân nào, không trừ một quốc gia nào hết, khi sang đất nước chúng tôi phải chấp hành luật pháp của đất nước chúng tôi. Vì đất nước chúng tôi là một cái chủ quyền mà. Cũng như quý vị vào nhà ai thì quý vị phải chấp hành cái luật lệ của cái gia đình đó. Chứ quý vị không thể nào mà quý vị ỷ giàu hay là ỷ có quyền, có thế hay là ỷ cái gì đó mà quý vị vào đất nước chúng tôi quý vị quậy là không có được, đúng không? Khi quý vị vi phạm là quý vị đều phải bị xử lý giống như người Việt Nam thôi. Chúng tôi không cần biết quý vị là ai, từ đâu tới, làm cái gì. Mà cái hôm mà bắt Vương Nguyễn là có tôi đứng ở đó đó, tôi thấy chứ không phải không. Không phải là lực lượng an ninh hay là mật vụ hay là công an nào bắt cả, mà chính là những người dân bức xúc vì cái hành động của Vương Nguyễn đã phá hoại tài sản của người làm công vụ, đúng không? Đúng không? Phá hoại tài sản của những người thi hành pháp luật. Đó là anh ta đã dùng sức và xác động một số những người dân đi biểu tình để mà lật cái xe của cảnh sát công an. Đó. Trong khi đó người ta đã dùng rapier, người ta chặn lại rồi, người ta không muốn cho cái đoàn biểu tình đó tiến vào trung tâm thành phố. Tức là cái đoàn biểu tình đó đi từ công viên Hoàng Văn Thụ thuộc về quận Tân Bình, dọc theo con đường Nguyễn Văn Trỗi để mà đi qua bên quận nhất. Tại cái con đường Nguyễn Văn Trỗi là nó gồm có 3 quận quản lý. Thứ nhất là Tân Bình, thứ hai là quận Phú Nhuận, thứ ba là quận 3. Xích lên trên là quận nhất, là 4 quận quản lý. Thì khi mà đến quận Phú Nhuận, người ta đã dùng rào chắn rapier để người ta chặn ngang cái con đường đó và không có muốn cho cái đoàn biểu tình đó được vào trung tâm. Bởi vì ở trung tâm cũng đã có một cái đoàn biểu tình rất đông ở trong đó, người ta đang giải tán, cho nên người ta không muốn là kéo thêm cái lượng người từ ở phía Hoàng Văn Thụ đi ra. Và các đồng chí công an cũng như là bảo vệ, người ta đã vâng chào Giờ Thảo ạ, chào mọi người ạ. Người ta đã dùng cái rapier, người ta chắn ngang và người ta dùng 1-2 chiếc xe của cảnh sát, tức là xe công vụ, người ta chặn lại. Có nghĩa là người ta đã không muốn cho ai đi qua. Nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn cố tình xác động nhân dân, dùng sức mình vào một số người dân khác tập trung lật chiếc xe, tức là đã vi phạm vào cái tội phá hoại tài sản của nhà nước rồi. Đó. Cho nên tôi thấy rằng cái hành vi của Nguyễn Nguyễn là một cái hành vi coi như là cố tình gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản và chống lại người thi hành công vụ. Cho dù bất kỳ một lý do gì, bây giờ thì tòa án chưa kết tội án, cho dù vì lý do gì nữa, anh ta cũng phải chấp hành luật lệ của luật pháp của Việt Nam khi anh ta đến một cái nước
Quý vị còn nhớ kỹ lại đi, cái lúc trước có một ông, có một vị tổng thống, có một người cháu hay người con gì đó đi qua bên Singapore, chỉ cần có nhổ một cái kẹo xin gum xuống công viên thôi, vẫn bị xử lý, là vẫn bị phạt bạ, là phải bị ăn đòn. Thì tại sao vụ việc đó quý vị không nói, không lên tiếng? Mà tại sao khi mà cái Will Lưu Nguyễn này nó là cái gì đâu, nó là chỉ là một công dân bình thường thôi, nó cũng chưa là một cái chức sắc gì hết, mà quý vị lại lên tiếng? Quý vị đừng có bao giờ suy nghĩ rằng chỉ vì một Will Lưu Nguyễn, chỉ vì một công dân bình thường đó thôi, thấy không, mà có thể làm ảnh hưởng cái vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Mỹ và Việt Nam ngoại giao trên phương diện bình thường hóa về vấn đề thương mại và kinh tế thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là người Mỹ người ta không bao giờ đánh đổi một công dân để người ta làm một cái đánh đổi một cái vấn đề mà tình nghĩa ban giao giữa hai nước về vấn đề mà thương mại, và đánh đổi cả một cái việc làm ăn để đổi lấy một cái công dân, đúng không? Thật sự mà nói như vậy. Bây giờ giả sử như đổi ngược lại, tôi qua nước Mỹ, tôi là công dân Việt Nam, chính gốc Việt Nam đây, tôi sang nước Mỹ tôi quậy, thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ tôi lấy một cái trường hợp đã có công dân Mỹ, công dân Việt Nam sang Mỹ rồi mà họ không có quậy gì hết, đúng không? Họ chỉ có mặc cái áo cờ đỏ sao vàng thôi. Quý vị đã đối xử với cái người Việt Nam của mình như thế nào? Cho nên mấy ông mấy bà bên đó đó, chống cộng mấy ông mấy bà phải suy nghĩ cho kỹ trước khi mình phát ngôn một cái gì. Mình nói mình phải nhìn lại, nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn dọc, chứ không phải mấy ông thấy sự việc mấy ông muốn nói gì là nói đâu. Người ta mặc cái lá cờ đỏ sao vàng qua đất nước mấy ông mấy bà, người ta đã làm gì chưa, hay là người ta chỉ có mặc cái đó người ta đứng ở phố xa thôi, mà mấy ông mấy bà ra ngoài đó mấy ông làm gì ở ngoài đó hả? Làm cái gì người ta, rồi đánh người ta, gây rối, biểu tình, đả đảo người ta. Rồi những nguyên thủ quốc gia của Việt Nam sang bên đó đâu phải qua đó để thăm mấy ông mấy bà đâu. Người ta qua đó là để người ta ban giao giữa hai nhà nước với nhau. Mấy ông mấy bà ung ung ra biểu tình kiếm tiền, để kiếm tiền. Mấy ông mấy bà chống cộng cái kiểu gì? Rồi bây giờ đó, những cái sự việc như vậy mà cái người này, cái người đó là cái người Mỹ gốc Việt, cũng vẫn là người Việt Nam, đúng không? Đi sang bên này tập trung đông người đi quậy phá biểu tình, xác động nhân dân, phá hoại tài sản của những người thi hành công vụ, đúng không? Thì cái đó gọi là tội chưa? Cái tội đó với lại cái tội mà mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng đứng giữa phố Vô Sa, cái nào nặng hơn? Một cái đất nước lúc nào cũng đem nhân quyền, dân ngại ra, mấy ông bà đem cái nhân quyền với lại tự do cái này cái kia ra chỉ là ảo tưởng thôi. Nhân quyền của mấy ông mấy bà là như vậy đó, đấu tranh cho nhân quyền là như thế đó. Chính mấy ông mấy bà đem cái nhân quyền đó, mấy ông mà chùi bẩn nó đi, lúc nào cũng bày đặt đem cái nhân quyền của Mỹ với tự do của Mỹ ra áp đặt đến đất nước người ta. Ông ấy bà là cái gì? Coi lại coi mình là cái gì? Tôi hỏi thật đấy. Mấy cái thằng ba que đó, coi lại cái nhân quyền tụi mày là cái gì? Nhân quyền của tụi mày là tụi mày được làm người ta không được phép làm. Tụi mày được nói tao không có quyền nói hả? Nói đến tụi mày là tao tức rồi đó. Tao đổi giọng liền luôn á. Tụi mày có cái quyền hành gì mà đem cái nhân quyền của Mỹ mà đi áp đặt cho cái đất nước Việt Nam này hả? Tụi mày đã ra đi, tụi mày chối bỏ cái quốc tịch Việt Nam rồi. Tụi mày không còn là người Việt Nam nữa. Tụi mày là người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Đức gì đó. Tụi mày ở nước nào, tụi mày là người của nước đó. Nếu mà tụi mày vào quốc tịch
của nước đó là tụi mày không còn là người Việt Nam nữa. Chẳng qua là nếu mà tụi mày sống, tụi mày nghĩ về cái gốc tụi mày, tức là cái câu nói người ta nói rất hay, người Mỹ gốc Việt hoặc người Pháp gốc Việt, người Anh gốc Việt, cái chữ gốc đó là cái chữ Việt đó. Nếu tụi mày nghĩ về cái tổ tông, cái cội nguồn, cái gốc của tụi mày thì tụi mày không có phá như vậy. Đằng này á, tụi mày đi rồi, cuộc đời tụi mày tao không biết có sung sướng hay khổ cực hay như thế nào, đó là chuyện của tụi mày. Tụi mày đi, tụi mày ráng, tụi mày chịu, đúng không? Tụi mày đừng có đem cái gốc, tụi mày đừng có bứng cái gốc của tụi mày lên mà tụi mày quậy, tụi mày phá suốt ngày, tụi mày đòi bứng gốc, bứng này, bứng nọ. Mà thật ra tao nói thẳng luôn, cái mục đích của chúng mày là chỉ để kiếm tiền thôi, để moi tiền thôi, đúng không? Chứ chúng mày chẳng có tốt lành gì đâu. Chúng mày chỉ đấu tranh hay là nói cái nhân quyền nhân ngại chỉ cho bản thân tụi mày thôi, chứ không phải là tụi mày đấu tranh cho ai đâu. Vì tụi mày không còn đường làm ăn nữa, tụi mày lên mạng, tụi mày làm ba cái trò khỉ trò ma trên mạng, tụi mày gào thét, tụi mày làm cái này làm cái kia, tụi mày cào phím, tụi mày kiếm tiền để nuôi cái họng tụi mày thôi, chứ mày đấu tranh gì cho ai. Tụi mày thừa biết chuyện đó luôn á. Một đất nước của người ta mà tụi mày làm như là một căn nhà hay một xóm trọ nghèo, như tụi mày nghĩ muốn lật giờ nào lật, muốn chửi giờ nào chửi, muốn xuyên tạc giờ nào xuyên tạc. Tụi mày đi qua là mày sống trên cái đất nước văn minh, đúng không? Người ta dạy cho tụi mày biết cái cách làm người. Tại sao tụi mày có những cái suy nghĩ mà kêu bằng cực đoan mà ấu trĩ đến mức độ như vậy? Tụi mày có cái cách cư xử còn thua những người dân lao động ở Việt Nam này nữa. Nó thẳng cho tụi mày biết luôn. Bản thân tao còn chưa dám nghĩ ra những cái thủ đoạn của tụi mày. Trở lại vấn đề Quy Nguyễn, tụi mày phải biết. Ta không cần biết cái thằng đó là ở đâu, nó làm cái gì, nó ở đất nước nào, chuyện đó chuyện kệ bà nó. Nhưng mà nó đến đất nước tao, nó đến nhà của tao, nó quậy. Dân tao có quyền bắt. Bây giờ như tao nè, bây giờ tao đang đùng đùng, tao từ Việt Nam tao mua vé máy bay, tao sang nước Mỹ nè. Tao thấy xe cảnh sát hả, tao xô, tao phá nè. Tụi mày có bắn tao không? Bắn chết luôn chứ đừng có nói, chứ mà có cửa mà ngồi đây mà nói chuyện với tụi mày. Ở đó tụi mày bày đặt gào thét lên nhân quyền, nhân ngại, tào lao, nhân quyền gì cái thứ tụi mày. Tụi mày chỉ đem ba cái nhân quyền ra, tụi mày lúc nào cũng đem ba cái nhân quyền ra để tụi mày moi cái đó, để tụi mày kiếm tiền thôi. Tao biết chắc cái điều đó luôn. Nó bây giờ ông tổng thống Mỹ bây giờ ông cũng coi như là rút ra khỏi cái nhân quyền của thế giới rồi đó. Ông cũng đâu còn ở trong đó nữa đâu. Cái thứ chống cộng cực đoan của tụi mày, ta nói thẳng với tụi mày một câu luôn, tụi mày là một cái thứ nghĩa là kêu bằng là lừa đảo, ăn không ngồi rồi, không có công việc làm ăn, suốt ngày chỉ lang thang kiếm chuyện này chuyện nọ, xong rồi là chửi về cái gốc của mình, chửi về cái quê hương, cái đất quê cha đất tổ của mình là giỏi thôi. Bán ba tắt lưỡi vì những cái chuyện đó để mà nuôi thân thôi, chứ tụi mày không có làm gì được. Vâng, chào em Nguyễn Thành Nam. Anh rảnh giờ nào anh làm giờ đó em ơi, tại anh cũng có công việc nhiều lắm. Chào Tuấn Trượng Ca, mình làm tự phát mà, chứ không có vào một cái tổ chức nào hết, mà cũng không có vào một cái đội nhóm nào hết, cho nên cũng không có quy định giờ. Ví dụ mình rảnh thì mình lên mình nói, mình bức xúc là mình nói liền thôi, để chiều nó quên. Nhưng mà ở bên cái máy này nó không biết làm sao đó, bữa nào phải nhờ một cái người nào giỏi người ta làm dùng cái Facebook này lại mới được. Tuấn Trưởng Ca Trưởng ơi, Dũng không biết làm, Dũng chỉ biết bấm vô like thôi, còn những cái chức năng gì đó mình không biết làm. Và tự nhiên lúc này sao mời không được, chứ lúc trước mời được bình thường, và cách đây cũng tuần lễ là cái Facebook này mà mời không được, không biết lý do là sao, không có thấy camera của ai hiện ra chứ kỳ vậy. Để bữa nào mình nhờ cái người nào đó họ xem lại cái Facebook của mình. Để bữa nào anh em nào có giỏi về Facebook á, rồi nhờ giùm, chứ mình không biết thì không có rành cái này.
cái này cũng ta chỉ sao, chỉ vô bấm vô like là like thôi chứ không biết cái gì hết. Nếu mà thấy camera thì sẽ mời vậy thôi. Đó, tụi mày bỏ tiền ra không không có thấy cái nút màu đỏ đó luôn, không không thấy luôn. Em ơi, chào Mai Dương. Cho nên á, ta nói mình nói với lại bà con ở trong nước, Dũng không dám đại diện cho ai, Dũng chỉ là nói về bản thân của Dũng thôi. Dũng cũng như bà con cũng là một cái người lao động bình thường. Trong cái đất nước Việt Nam này chỉ là một cái hạt cát rất là nhỏ bé. Đối với Quốc Dũng chỉ là một người dân lao động bình thường thôi, không có làm một cái gì về chức quyền hay là làm gì hết. Nói thẳng ra một cái người lao động rất là bình thường, chứ không phải là một cái người mà quan chức hay là ở trong một cái tổ chức cờ đỏ hay AK-47 cái gì hết trơn.